Trời ơi, ta nói không có gì tuyệt vời bằng một buổi sáng mà chúng ta thưởng thức một ly cà phê. Đó, thấy chưa? Phải tận hưởng chứ, trước khi mình vào công việc căng thẳng áp lực của nguyên một ngày chứ, đúng không? Trời ơi, có gì đâu mà căng thẳng áp lực. Đối với tôi công việc là bình thường. Trời ơi, có gì đâu, mỗi ngày đi làm là một niềm vui, hiểu không? Đó, cái thời buổi bây giờ kinh tế khó khăn, mình có được việc làm là mình phải vui lắm ha. Chứ sao? Nhưng mà nhắc tới việc làm mới nhớ. Gì? Bộ không đi làm sao ngồi uống cà phê quẩn vậy? Bộ không đi làm được tiền đâu ăn. Tới giờ rồi kìa. Giờ gì? 9 giờ sắp vô làm rồi sao bây giờ còn ngồi phè phở đây cà phê nữa? Yên tâm, yên tâm. Tôi là thứ dữ ở trong công ty á. Bởi vậy cái giờ giấc đi làm đó với tôi nó không thành vấn đề. Thôi mà làm công ty người ta hiền lành tốt bụng, thương người ta chứ dữ quá, không ai chơi nữa. Ủa gì, dữ vậy? Kêu thứ dữ trong công ty. Bậy. Ý nói là thứ dữ ở đây có nghĩa là tôi là thuộc dạng là có tiếng nói trong công ty, hiểu không? Cái gì ghê vậy, nhưng mà có tiếng nói gì cũng phải giờ giấc, cũng phải đàng hoàng chỉnh chu chứ đi làm mà không đúng giờ vậy. Thôi mệt quá. Ê mà nghe nói công ty mà đi làm không đúng giờ bị trừ lương nha. Bị trừ lương nha. Dĩ nhiên. Thì sao không đi làm đúng giờ đi, trễ giờ kìa. Bởi. Nghe cái hàm răng ra coi. Đó, bởi răng trắng quá, bởi vì ông lo con bò trắng răng. Trời vậy luôn hả? Đây nè, tôi nói cho ông nghe. Tôi á đi làm trễ là do là tôi có mánh khóe của tôi hết. Mánh khóe gì đây? Chứ đi làm sao? Mà mánh khóe gì? Trời ơi, bây giờ là mặc dù mình đi làm văn phòng, nhưng mà cái đầu tôi lúc nào cũng tư tưởng là mình làm nghệ thuật hết trơn á. Cho nên là mình phải có cái chiêu trò trong công việc chút xíu. Vậy nè, thiệt ra là ở trong công ty á, tôi chỉ cần buổi sáng trước 8 giờ tôi vô tôi bấm dấu vân tay. Đó, xong sau đó tôi đi uống cà phê hay tôi đi chơi hay đi đâu đó kệ. Thậm chí có những bữa hả, tôi buồn ngủ quá, lên công ty bấm dấu vân tay cái xong chạy về nhà ngủ. Trời ơi, ngủ xong 10 giờ rưỡi xuất hiện ở công ty, 11 giờ sếp tôi vô. Đó, mà sếp tôi vô là thấy có mặt tôi ở trong công ty là sếp tôi đâu biết tôi trốn làm đâu. Thôi thôi thôi, nói với tụi bạn ông mà tôi không có ủng hộ cái vụ này nha. Ba cái mánh khóe này là không có được nha. Như vậy là một người nhân viên thiếu trách nhiệm. Hiểu không? Làm vậy là không có được. Không phải. Không phải là thiếu trách nhiệm, nhưng mà thì đại khái là nói chung là tuy là tôi đi uống cà phê làm vậy, nhưng mà tôi có năng lực bù lại những lúc tôi làm việc tôi tập trung cao độ, không hiểu không? Năng lực cái gì? Nó không làm gương mẫu cho mọi người trong công ty. Ta nói nha, mánh khóe này xài được 1-2 lần thôi. Rồi lỡ giả sử đi mà có người phát hiện rồi người ta báo lại với sếp ông sao? Nãy mới nói xong, trong công ty tôi là có tiếng nói ở trong đó. Bởi vậy ai mà dám mét tôi, thấy không? Hay quá, nói sao tôi nói thiệt nha. Cũng có ngày mà cái chuyện này bởi là ông bị đuổi việc đó, thất nghiệp đó. Đưa cái mặt vô đây coi. Tôi giả ông cái đó. Trời ơi, sao cứ suốt ngày cái ông bạn tôi mà cứ trù tôi bị phát hiện hoài vậy? Thì chính vì bạn ông đúng mới lo cho ông đó. Lo cái gì không biết. Nè, thông báo với ông nha. Ông có biết là tôi là nhân viên gương mẫu của công ty. Tháng vừa rồi nè, trời ơi, doanh số đạt chỉ tiêu, tôi trở thành nhân viên xuất sắc của công ty. Xong sau đó cái là công ty trao thưởng cho tôi luôn chứ bộ. Đọc tên tôi bước lên nhận thưởng một cái mà tôi cầm cái bằng khen mà tôi ngại dễ sợ ngại luôn. Trời ơi, ông ngại chứ tôi là tôi thấy nhục lắm á, thiệt á. Làm mình phải làm gương cho công ty, mặc dù mình có năng lực thiệt, nhưng mà cái vấn đề trách nhiệm bây giờ giấc của mình á không có đàng hoàng, rồi người ta nói này nói nọ, người ta không có phục mình. Ông không biết gì hết trơn á, trời á. Thôi kệ đi, nói chung là công ty của ông khác, công ty của tôi khác. Mà tại vì cũng hên là công ty của tôi á, ông sếp ông khờ á. Ông khờ á? Trời ơi, còn nói sếp bị lỡ ai nghe được sao? Không phải, giống như là ông không có kiểm soát được hết tất cả các nhân viên trong công ty. Hiểu không? Cho nên là tôi đi trễ cả năm rồi đó mà ông đâu có biết đâu. Cái gì trễ cả năm luôn? Ừ, cái miệng to quá vậy. Trời ơi, ông đi trễ giờ nhân viên người ta đã không phục, bây giờ còn nói xấu sếp gì nữa. Thiệt á, xui cho công ty nào nó mướn ông á. Đừng có nói cái chuyện mà tôi nói xấu sếp ở đây. Cái này là tôi nói sự thật thôi chứ xấu gì. Thôi, tôi bạn ông, tôi khuyên chân thành, nên gương mẫu, nên có trách nhiệm đi nha. Tôi cũng tranh thủ đi làm, nói chuyện hồi trễ giờ nữa. Ông lo chuyện của ông đi. Quên, uống ly cà phê trễ giờ nữa, không mấy bưng ly cà phê vô nhà người ta mang đi. Có trách nhiệm, đúng giờ người ta mới thương. Ừ, đi. Vậy nha, tranh thủ đi nha. Ừ, nhớ trả tiền giùm luôn nha. Ừ, để tôi lo. Cho ly cà phê đá đi. Trời ơi. Ủa? Sao cậu giờ này còn ở đây? Ủa? Trời ơi, sếp nè. Ủa, sếp đi uống cà phê hả sếp? À, tôi có hẹn với người bạn là đối tác của tôi.
anh là sếp có hẹn ở quán cà phê này hả sếp? Vậy thôi. Chết rồi, tới giờ làm việc rồi. Thôi em xin phép em đi vô làm việc á. Qua đã. Tôi nói chuyện với cậu một chút. Tại vì em còn nhiều việc ở trong công ty lắm á. Bây giờ hôm nay cậu đi trễ vậy. Giờ này cậu ở đây. Thiệt ra thì ui da. Sao biết sao không? Bình thường em đi làm rất là đúng giờ. Nhưng mà tự nhiên hồi nãy tự nhiên đang ở trong công ty cái tự nhiên em bị đau bụng. Cái xong mà em mới chạy ra đây để em nhờ người nhà của em mang thuốc đau bụng lên cho em, xong em uống xong em vô công ty em làm tiếp. Mấy cái đó phải báo cho tôi chứ. Dạ thì bệnh mà đâu có biết trước là mình bệnh đâu, cho nên là em không có báo được. Dạ em xin lỗi sếp. Thật ra đó là tôi biết cái chuyện của cậu suốt gần một năm nay. Nhưng mà tôi thấy là cậu là người có năng lực nên tôi bỏ qua. Nhiều lần tôi muốn mời cậu vô phòng làm việc để tôi làm việc với cậu, nói chuyện rõ ràng với cậu, nhưng lưu bu quá nên tôi quên. Với lại tôi cũng muốn cậu tự giác để hiểu ra chuyện. Nhưng mà càng ngày tôi thấy cậu càng hí hửng với cái chuyện mình làm mánh khóe để cố tình đi trễ. Ủa, nói vậy là cái chuyện mà em giả bộ đi lên sớm em bấm dấu vân tay, xong sau đó em đi về nhà em ngủ, hoặc là em đi uống cà phê, em đi chơi là sếp biết hết luôn hả sếp? Chẳng những tôi biết mà mọi người, rất nhiều người biết. Nhưng mà... Cậu tưởng là qua mặt được sếp cậu à? Hoặc những người nhân viên của cậu à? Dạ sếp ơi. Một con người làm việc giỏi thì người ta tôn trọng, nhưng đồng thời cậu phải có tính trung thực, thực hiện kỷ luật. Như thế thì lãnh đạo mới có điều kiện để cất nhắc cậu chứ. Ngoài ra cậu làm như thế này thì cậu nhìn cái nhân viên khác sao được, người ta nhìn cậu như thế nào? Dạ sếp ơi, thiệt ra thì đúng rồi. Thiệt ra thì đúng, em lần này em thú nhận với sếp là cả năm qua là em có cái chuyện đó xảy ra thiệt. Em cái trời ơi em đúng là em coi trời bằng dung. Tính em đúng ngựa non háo thắng, ở nhà má em nói em hoài mà em đâu có tin. Bởi vậy em còn ham chơi á sếp, cho nên là có gì á sếp bỏ qua cho em. Em hứa với sếp là từ đây giờ sau á em không bao giờ tái phạm lại cái việc mà đi lên xong rồi cái đi uống cà phê như vậy nữa. Sếp đừng đuổi việc em tội em nha sếp. Bây giờ cậu là thực sự nhìn ra được cái sai lầm của mình? Dạ. Hay là nói cho qua chuyện? Dạ nói, đâu có nói cho qua đâu. Cái này là bây giờ là tưởng lúc trước là không biết thì mới cho qua, còn bây giờ sếp biết vậy rồi sao em dám làm nữa. Em hứa với sếp luôn không bao giờ để cái trường hợp này tái diễn một lần nữa sếp à. Dạ. Tôi hiện bây giờ thì tôi đang tin cậu nha. Dạ dạ. Và tôi nghĩ rằng cậu thực sự nghiêm túc bỏ cái thói quen không tốt này. Dạ em thề luôn, bỏ luôn sếp, không bao giờ dám nữa. Thôi cậu đi làm đi. Dạ dạ em xin sếp đi làm. Dạ em đi cà phê đi. Anh yêu em. Anh yêu em thật lòng. Trời ơi, cái này chắc anh giỡn với em quá hả? Giỡn gì Trang? Sao mà anh yêu em được? Sao không được?